bạn khỏe không tôi khỏe còn bạn tôi bị đau cổ họng bạn có uống thuốc không không tôi không uống thuốc tôi nghĩ uống thuốc chắc chắn tốt hơn hôm nay bạn làm gì hôm nay làm việc cho dự án ả rập nước ô manh tôi nghĩ ô manh là nước Ả Rập đẹp nhất. Oman rất đẹp và an toàn. Oman cũng có nhiều khách du lịch. Bạn đi Oman mấy lần rồi? Nhiều lần rồi. Tại vì tôi đã sống ở Dubai hơn 20 năm. Dubai cũng rất an toàn phải không? Phải rồi. Người Dubai thế nào? Người Dubai là người làm kinh doanh giỏi. Dubai chỉ có một chút xăng dầu. Nhưng Abu Dhabi rất giàu và có nhiều xăng dầu lắm. Ở Dubai có nhiều người châu Âu không? Có, nhưng người châu Á nhiều hơn. Rất ít người Dubai. Ít hơn 10% là người Dubai. Ở Dubai 20 năm, bạn thấy chán không? Không. Ở Dubai có nhiều hoạt động lắm. Bạn thích hoạt động gì? Đôi khi chúng tôi đi sa mạc cát. Chúng tôi lái xe ô tô trên cát và đi khiêu vũ. Phụ nữ đi khiêu vũ múa bụng và chúng tôi cũng ăn thịt nướng. Vào mùa đông Chúng tôi đi bơi, tại vì mùa hè nước biển rất nóng. Tại sao bạn quyết định rời khỏi Dubai? Con trai và con gái tôi phải đi học ở Áo và lúc đó bố tôi bệnh nặng và muốn tôi trở về. Khi trở về Áo sau 20 năm, bạn thấy thế nào? tôi thấy chán sau một năm ở Áo. Ở Dubai rất ít mưa, phải không? Đúng rồi. Có một lần chúng tôi không thấy mưa hai năm. Lúc đó chúng tôi đã nhớ trời mưa. Lúc bạn sống ở Dubai, họ có lái máy bay không người lái để làm mưa không? Lúc đó không có công nghệ này tôi không chắc nếu điều này tốt cho thiên nhiên